Xin chào quý vị và các bạn. Sau một tuần khô hanh và rét sâu về đêm, hôm nay chúng ta bước vào tuần làm việc mới với thời tiết ấm hơn và bớt khô hanh ở miền Bắc. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh yếu đi tạo điều kiện cho nhiệt độ và độ ẩm tăng lên. Đêm và sáng sớm, trời chỉ còn rét nhẹ với mức nhiệt tiệm cận về gần ngưỡng 20 độ. Cùng với đó là trời nhiều mây và hiện tượng sương mù xuất hiện vào ban sáng. Sau 8 giờ thì sương tan, trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Bắc sẽ tăng lên ngưỡng 24 cho tới 26 độ, một số nơi có thể cao hơn. Cùng với đó là độ ẩm trung bình ngày tăng lên trên ngưỡng 70%, tiết trời cũng bớt hanh khô so với tuần trước. Cùng chung xu thế với miền Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh và Quảng Bình trời cũng nắng ráo, ít mưa với nền nhiệt nhích nhẹ lên mức 24 đến 25 độ. Trái với các tỉnh phía Bắc, tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, mặc dù không khí lạnh suy yếu nhưng nhiễu động gió đông trên cao vẫn tiếp tục gây mưa cho khu vực này tới ngày 18 tháng 11. Trong đó, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên là tâm mưa với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm, có nơi trên 400mm cả đợt. Ở Quảng Trị, Khánh Hòa, mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, sáng và trưa nay trời tạnh ráo, nhưng đến chiều tối, dưới sự chi phối của rãnh xích đạo có trục từ 7 đến 9 độ vĩ Bắc, mưa sẽ tăng trở lại và tập trung nhiều hơn tại các tỉnh Nam Bộ. Lượng mưa trong khoảng từ 20 đến 50mm trong 24 giờ, có nơi trên 70mm. Trên biển, tại huyện đảo Hoàng Sa không mưa và tầm nhìn thoáng. Tuy nhiên, gió đông bắc còn mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong khi đó, huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc chỉ ở mức cấp 3, cấp 4, nhưng trời có mưa rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị tốt cho ngày làm việc đầu tuần mới. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.